Xin chào các em. Trong cái bài nói chuyện ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói về điều trị sơ gan. Cái bài này thì anh lấy từ tài liệu của AASLD, tức là American Association for the Study of Liver Disease, người ta gọi là Hiệp hội Nghiên cứu Bệnh lý Gan của Hoa Kỳ. Thì sơ gan đó là cái tình trạng mà gan của bệnh nhân nó bị sơ đi và nó ở giai đoạn cuối thì bệnh sơ gan ở đây là một cái bệnh không có điều trị lành cho nên chúng ta nói là chúng ta điều trị sơ gan nhưng mà trên thực tế là chúng ta không có điều trị gì cả nói đúng ra đó là chúng ta sẽ điều trị những cái biến chứng và những cái hậu quả gây ra của uh, hậu quả do sơ gan nó gây ra và chúng ta dự phòng những cái biến chứng đó cho còn bệnh sơ gan á, thì thường là bệnh nhân có tiền lượng rất là kém nhé. chỉ có gẹp gan thì mới ra mới điều trị lành được cái bệnh sơ gan mà thôi cho nên trong bài này á, thì nếu mà chính xác á, thì mình sẽ phải sửa lại đó là điều trị và dự phòng những cái biến chứng hậu quả của sơ gan. Vậy thì sơ gan là gì? Sơ gan á, thì tiếng Anh người ta gọi là cirrhosis. À, thì trên thực tế đây là một cái định nghĩa về mặt mô học, có nghĩa là tình trạng mà gan của bệnh nhân là bị sơ hóa ở một cái giai đoạn cuối và nó được đặc trưng đó là có những cái sự thay đổi về cấu trúc của gan và sự hình thành của những cái cái nốt tăng sinh thì sơ gan á, là thầy các thầy mình dịch ra từ cái chữ là cirrhosis cho nên lâu nay mình vẫn sử dụng là à, là bệnh sơ gan nhưng mà dịch như thế này á, nhiều khi nó cũng dễ bị nhầm lẫn bởi vì có một cái giai đoạn trước cái giai đoạn mà gan bị sơ giai đoạn của như thế này á đó là cái giai đoạn người ta gọi là cái giai đoạn liver fibrosis thì sơ gan à, cirrhosis hay là fibrosis thì đều là những cái định nghĩa về mặt mô học hết. Thì cái liver fibrosis á, thì nó cũng có nghĩa là gan bị sơ. Cho nên khi mà mình nói với nhau là sơ gan hay là gan bị sơ, thì mình cũng không biết là bệnh nhân đang ở cái giai đoạn nào. Bệnh nhân đang ở cirrhosis hay là fibrosis, các em hiểu không? Cho nên thông thường thì anh hay nói là cirrhosis là bệnh sơ gan, còn cái liver fibrosis thì mình gọi là tình trạng sơ hỏa gan nha. Um, thì nhớ nói đây là những cái định nghiệm về mặt mô học nhưng mà chúng ta sẽ không có đem tất cả những cái bệnh nhân bị nghi ngờ sơ gán ra để mà làm sinh thiết nha. Tại vì đó là một cái uh, xét nghiệm rất là xâm lẫn. Thế nên thông thường là chúng ta sẽ cho bệnh nhân làm siêu âm gán hoặc là đo đồ đang hồi gán hoặc là chụp CT scan. Um, thì chúng ta sẽ thấy hình ảnh đó là gán cái bơ nó sẽ không đều um, và chúng ta sẽ thấy là cái hình ảnh nó rất là thô và nhiều khi chúng ta thấy được các cái nốt tăng sinh thì chúng ta sẽ nghi ngờ bệnh nhân bị bị sơ gan. Thì sơ gan á, là nó sẽ có những cái hậu quả như thế nào? Thứ nhất, á, sơ gan nó có thể dẫn đến đó là vỡ tình mạch trưởng thực quản nha. Tiếng Anh người ta gọi là esophageal variceal bleeding. À, thứ hai, đó là nó có thể dẫn tới tới bản, người ta gọi là ascites. À, thứ ba, nó có thể dẫn đến một cái bệnh lý, người ta gọi là viêm phúc mạc tiến phạt do vi khuẩn. Tiếng Anh người ta gọi là Spontaneous Bacterial Peritonitis, mà mình hay việc tắt là SBP. Thứ tư là nó còn dẫn, có thể dẫn đến hôn mê gan hay còn gọi là bệnh não gan. Tiếng Anh người ta gọi là Hepatic Encephalopathy. À, thứ, thứ, năm là nó có thể dẫn đến uh, ung thư gan. Uh, ung thư gan trong sữa gan thì thường là Hepatocellular Carcinoma. Đây là chữ R. Ha? Um, và mình viết tắt là HCC, mình dịch sang tiếng Việt là mình gọi là ung thư biểu mô tế bào gan. Thứ sáu nó có thể dẫn tới hội chứng gan thần mà người ta gọi là Hepatorenal syndrome và thứ bảy nó có thể dẫn đến hội chứng phổi gan, tiếng Anh gọi là hepatopulmonary syndrome. Thì cái hội chứng phổi gan này trong cái chuỗi video này anh sẽ không có đề cập, nhưng mà các em hiểu là hội chứng phổi gan có nghĩa là bệnh nhân có các cái mạch máu ở phổi nó bị giãn ra do lặn đồng các cái chất dạng mạch rồi, rồi nó sẽ tạo thành các cái sân nội thông động mạch và tĩnh mạch và làm cho mẫu uh, nó chạy thẳng từ động mạch phổi sang tĩnh mạch phổi mà không trao đổi khí và làm cho bệnh nhân bị tụt oxy thì chúng ta sẽ có hai định nghĩa định nghĩa thứ nhất đó là nhiều như một bệnh nhân bị sơ gan và kèm theo những cái biến chứng mà anh kể cho các em ở trên đó thì chúng ta sẽ gọi là bệnh nhân bị sơ gan mất bù tiếng anh người ta gọi là uncompensated cirrhosis còn nếu như bệnh nhân bị sơ gan nhưng mà chưa có những cái biến chứng mang kể cho các em ở trên á thì mình gọi là bệnh nhân bị sơ gan còn bù tiếng anh gọi là compensated cirrhosis thì trong sơ gan á chúng ta có một cái tháng điểm để mà người ta đánh giá mức độ nặng người ta gọi là chỉ số Child thì chỉ số này đánh giá năm vấn đề. Vấn đề thứ nhất đó là bệnh lý não gan. Vấn đề thứ hai là bản. À, vấn đề thứ ba là bilirubin. Vấn đề thứ tư là albumin. Và vấn đề thứ năm đó chính là tỷ prothrombin hoặc là chỉ số INR. À, nếu như bệnh nhân không bị bệnh lý não gan thì mình cho một điểm. Nếu bệnh nhân có bệnh lý não gan ở mức độ nhẹ đến vừa, tức là mức độ 1 hoặc mức độ 2 á, thì mình cho hai điểm. Bệnh nhân mà có bệnh lý não gan ở mức độ nặng từ mức độ 3 đến tới mức độ 4 á, thì mình cho 3 điểm. Về bản thì nếu bệnh nhân không có bản thì mình cho 1 điểm. Bệnh nhân có bản ở mức độ nhẹ mức độ trung bình á, mình cho 2 điểm. Và cái bản mức độ nhẹ mức độ trung bình người ta gọi là diuretic responsive. Tức là bản mà đáp ứng với thuộc lợi tiểu thì em cho 2 điểm. Còn nếu bản ở mức độ nặng và diuretic refractory tức là nó đề kháng với, với thuộc lợi tiểu thì các em sẽ cho 3 điểm. Còn bilirubin mật nó dưới 2 thì mình cho 1 điểm tính theo đơn vị mg trên decilit. Từ 2 đến 3 thì mình cho 2 điểm và trên 3 thì mình cho 3 điểm. Còn albumin tính theo đơn vị gam trên decilit. Nếu như mà nó trên 3.5 tức là gan tổng hợp albumin bình thường á, mình cho 1 điểm. Từ 2.8 cho tới 3.5 mình cho 2 điểm và nếu như mà nó dưới 2.8 thì mình cho 3 điểm. Và cuối cùng là cái thời gian prothrombin nhưng mà thường thì cái này nó không chính xác cho nên mình sử dụng cái chỉ số INR. Nếu chỉ số INR này mà nó dưới 1.7 thì mình cho một điểm nha. Nếu mà chỉ số INR này càng kéo dài thì chứng tỏ gán nó bị suy và nó không tổng hợp được à, chức năng đông mẫu. À, nếu mà nó à, tăng lên từ 1.7 cho tới 2.3 thì mình cho hai điểm và nó à, trên 2.3 thì mình cho 3 điểm. Rồi sau đó mình sẽ cộng tất cả những cái điểm số này lại, nếu như mà từ 5 tới 6 điểm á thì mình gọi là chatbot uh, A. Um, còn nếu như mà nó từ 7 cho tới 9 điểm thì mình gọi là chatbot B, và nếu như mà nó từ 10 cho tới 15 điểm á thì mình gọi là chatbot C. Thì tiếng lượng của những cái bệnh nhân bị xơ gán á thì thường nó không được tốt lắm nhé à, uh, trái bụt c là nặng nhất cha bột sau đó đến trái bụt b rồi sau đó đến trái bụt a thì người ta nghiên cứu thấy là nếu như mà bệnh nhân mà bị ở cái giai đoạn gọi là trái bụt c thì tiên lượng sống sau một năm của họ nó cũng không được tốt cho lắm nhé nó còn khoảng là chừng 45 tức là chừng khoảng 45 bệnh nhân bị trái bụt c là sống quá một năm và hai năm là còn có 35%. Trái bụt B thì nó tiên lượng tốt hơn. Uh, tiếng lương sống sau một năm là khoảng um, 80%, nha. sau 2 năm thì xuống kho còn khoảng 57% Còn chai bụt A thì sau một năm uh, tiếng lượng sống của họ là 100%, nhưng mà sau 2 năm thì nó xuống còn, còn 85% Cái công thức này nó khó nhớ cho nên thông thường là anh thường hay lên uh, Medcan để anh tính cho nó nhanh thì uh, các em chỉ cần uh, lên Google các em gọi cái chữ chai bụt score thì nó sẽ hiện ra cái trang web MedCan cho các em và các em chỉ cần điền thông tin cho bệnh nhân vào thôi chẳng hạn như thế uhm, ví dụ như anh điền ở đây những cái thông tin nó sẽ ra cho anh là bệnh nhân này có trái put uh, score là 13 điểm và bệnh nhân được xếp vào nhóm là trái put C nha và thời gian sống trung bình của họ là từ 1 cho tới 3 năm mà thôi À, cho nên cho nên các em chỉ cần lên đây để à, để em điên không cần các em phải nhớ cái công thức đó chỉ cần nhớ là nó kết hợp bốn cái năm thông tin này lại với nhau. thì bên cạnh đó trong sơ gan thì chúng ta có thêm một cái chỉ số nữa người ta gọi là chỉ số mel score mel này là việc tắt của model for and liver disease thì cái chữ à, thì cái tháng điểm mèo score này ấy, là nó sử dụng ba à, thông số đó là bilirubin INR và creatinine để mà tính và cái chỉ số này cũng là một cái chỉ số khá là khó nhớ Và các em không cần phải nhớ Và chỉ số này nếu như mà càng cao thì bệnh càng nặng Và thông thường cái chỉ số này người ta thường đánh giá kèm Với cái tiền lượng tử vong trong 3 tháng Và nếu chỉ số này càng cao Thì tiền lượng tử vong trong vòng 3 tháng của bệnh nhân sẽ càng cao Thì sau này người ta nhận thấy á là Natri là nó cũng có liên quan tới tiền lượng tử vong Ở bệnh nhân bị sơ gan Ở bệnh nhân nào mà có Natri càng thấp Thì tiền lượng càng xấu Cho nên người ta phát triển thêm một cái chỉ số khác người ta gọi là chỉ số mel natri và cái chỉ số này công thức cũng 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 rất là khó nhớ và um, các em cũng không cần nhớ tức là chỉ số natri này em mel natri này các em nhớ là nó chính là chỉ số mel và người ta đưa thêm cái cái natri vào và ngày nay thì cái chỉ số mèo natri này nó được sử dụng thường xuyên hơn so với cái chỉ số mèo nguyên thủy. Và nếu như mà chỉ số này mà từ 32 À, phần trăm à, tỷ số 54 32 trở lên á, thì tiên lượng tử vong trong vòng 3 tháng của bệnh nhân là khoảng 65 cho tới tới 66 phần nha và chỉ số này nếu mà nó càng thấp á, thì tiên lượng càng tốt và chỉ số này á, thì thông thường người ta sử dụng để mà phân loại những cái bệnh nhân đang đời gẹp gan và cũng như anh nói thì thông thường chúng ta không có à, nhớ cái chỉ số mèo natri này làm gì chúng ta chỉ cần lên trong web MADCAN để mà chúng ta uh, tỉnh ví dụ như anh rõ là mèo Natri score thì nó sẽ hiện ra đây cho các em và các em chỉ cần uh, điền vào um, uh, những cái thông tin mà họ cần thôi chẳng hạn uh, sau khi mà các em điền vào rồi thì nó sẽ hiện ra cho các em là bệnh nhân này có uh, mail score là bao nhiêu điểm, ví dụ bệnh nhân này 19 điểm và họ sẽ ghi cho các em là uh, tiên lượng tử vong trong vòng 90 ngày của bệnh nhân này là bao nhiêu nha và bệnh nhân này tiên lượng tử vong trong vòng 90 ngày là từ từ 3 cho tới tới 4%. Thì để kết thúc cái video đầu tiên này thì anh sẽ nói cho các em một chút về sàng lọc ung thư gan ở bệnh nhân bị sơ gan thì mình chỉ định sàng lọc ung thư gan ở bệnh nhân bị sơ gan đó là những bệnh nhân có sơ gan chai bụt A hoặc là chai bụt B hoặc nếu như bệnh nhân có chai bụt C đang đời gẹp gan còn nếu bệnh nhân mà có chai bụt C không được gẹp gan thì mình không có sàng lọc làm gì cả tại vì tiền lượng của bệnh nhân thường nó sẽ không tốt cho lắm thường bệnh nhân sẽ chết với các biến chứng khác của của sơ gan trước khi họ chết với ung thư gan và chúng ta sẽ sàng lọc bằng cách đó là chúng ta sẽ cho bệnh nhân siêu âm gan mỗi 6 tháng À, có thể kết hợp thêm cái xét nghiệm mẫu là cái xét nghiệm AFP. Xét nghiệm AFP này là cái xét nghiệm trị à, điểm của ung thư biểu mô tế bào gan. Nhưng mà các em nhớ là ưu tiên vẫn là vẫn là siêu âm gan. Nếu như chúng ta thấy không có thấy gì cả thì chúng ta sẽ tiếp tục siêu âm à, sang lọc à, mỗi 6 tháng. Nếu như mà chúng ta thấy một khối u và nếu như mà cái khối u đó nó có vẻ như là lành tĩnh tức là giống như là một cái nán chẳng hạn thì chúng ta vẫn tiếp tục sàng lọc mỗi 6 tháng. Nhưng mà nếu như khối u đỏ nó không có vẻ gì là lành tính, thì thường chúng ta sẽ nhìn vào cái kích thước của khối u là bao nhiêu. Nếu như mà kích thước của khối u từ 1 cm trở lên, á, thì chúng ta sẽ cho bệnh nhân làm CT scan có thủ cản quán hoặc là MRI có thủ cản quán à, của ổ bụng nhé để mà loại trừ ung thư biểu mô tế bào gan. Nếu như mà cái kích thước của nó dưới 1 cm thì người ta khuyên là các em cho bệnh nhân siêu âm lại à, sau 3 tháng và nếu như mà suy âm lại sau 3 tháng, nếu như mà cái thương tổn nó biến mất, hoặc là nếu như mà em làm như thế trong vòng 2 năm liên tục mà cái kích thước nó vẫn dưới 1cm thì nó không phải là ung thư gan nha. Thì trong trường hợp này chúng ta sẽ quay lại sang lọc mỗi 6 tháng. Nhưng mà trong thời gian em làm lại suy âm sau 3 tháng, nếu như mà cái thương tổn nó tăng kích thước và bây giờ nó lên đến 1 cm hoặc là em phát hiện thấy bệnh nhân có thương tổn mới hoặc là trong cái thời gian em làm siêu âm em kết hợp với làm AFP và em thấy AFP nó tăng dần lên thì lúc này chúng ta sẽ có chỉ định chụp CT scan hoặc là MRI ở bụng có thủ cản quan để mà đánh giá về cái nguy cơ bị ung thư gan thì cái video này nó chỉ mang tính chất là giới thiệu uh, sơ bộ những cái video sau thì anh sẽ nói cho các em cụ thể hơn uh, cách xử lý những cái vấn đề liên quan tới sơ gan